Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em mới tiếp tục về một lô bơm hỏa tiễn trục xoắn 24V không chùy than, công suất 350W. Đây là cái dòng hỏa tiễn cao cấp không chùy than. Thì đối với cái dòng hỏa tiễn không chùy than này thì nhà máy người ta đóng tất cả vào thùng gỗ này. Bên trên ngoài thùng thì có in tên của máy bơm và các cái thông số đi kèm. Solar DC Buret. Đây, Buret tức là động cơ không chùy than. Cái loại sản phẩm này thì nó ghi hẳn ký hiệu ở trên cái buồng bơm. Đây, điện áp 24V, công suất là 0,35 kW, tức là 350W, cột áp là 65m, SP2 tức là sản phẩm 2. Đây, hình dáng của con bơm này các bác nhé. Sản phẩm này thì bên em bán lâu nay rồi và nó có cái áp rất là cao, để cao 65m, lưu lượng 2 khối một giờ. Là dòng bơm hỏa tiễn trục xoắn, trục vít, chuyên dùng cho những cái giếng khoan có độ sâu lớn, rồi là đẩy bơm nước, đẩy cao, đẩy xa. Và con dòng này thì lưu lượng nó chỉ 2 khối một giờ thôi, thì nó phù hợp với những cái giếng của bác nào mà nó sâu này, nó ít nước thì các bác sử dụng dòng này là phù hợp. Còn nếu như mà bác nào mà có cái giếng công nghiệp cần bơm nhiều nước và giếng nó nông thì các bác sử dụng loại đa tầng. Thì đa tầng thì bên em hiện nay là đang có loại, nếu mà dòng công suất cao thì 48V 900W. Dòng đấy thì 8 khối một giờ, để cao 60m. Dòng đấy ra rất nhiều nước các bác ạ, rất khủng. Còn dòng này là dòng là dùng cho những cái giếng ở cái khu vực vùng núi cao mà nó ít nước, rồi là phải đẩy lên cái độ dốc lớn thì các bác dùng cái dòng này. Ngoài dòng này thì bên em còn có dòng 48V nữa, 750W. Dòng đấy thì đẩy cao 90m, đẩy cao hơn con này các bác nhé. Thì đối với loại này thì các bác sử dụng trực tiếp nguồn ắc quy 24V hoặc là pin năng lượng mặt trời. Nếu mà sử dụng pin thì con này nó sẽ hoạt động từ 20 đến 40V, trên 40V chút cũng không sao đâu, 20 đến 40V là ổn định nhất. Thì đó là đấu trực tiếp vào tấm pin, còn không thì các bác dùng qua hệ pin ắc quy 24V hai bình là ok đó. Còn lưu ý các bác là khi sử dụng là chúng ta nên sử dụng cái dây lõi điện nó to một chút. Đây là dây theo máy thì người ta cho là dây 2,5 ly này, dây đỏ dương, dây đen là âm. Thì các bác cứ đấu vào dây lõi càng to thì điện nó càng hao càng ít, máy càng mạnh. Về các bác nào có điều kiện đi dây 4 chấm luôn cho em luôn, dây cho nó hoành tráng luôn, cho nó khỏe máy. Còn đây là hai cái vị trí để lắp cái cáp treo của máy bơm, tuyệt đối là không tấm dây điện để lôi máy bơm các bác nhá, nó sẽ đứt dây điện đấy. Thì nó là vì con bơm này nó rất là nặng. Thì các bác còn đây là hai cái tay để các bác lắp dây cáp để các bác lùn máy bơm xuống giếng. Đường kính của máy bơm này là 8 cm, thì các bác sử dụng cho các loại giếng khoan có đường kính ống là 90 trở lên. Rồi, video này em xin kết thúc tại đây ạ. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 6898 366, website là maibommini68.com. Xin cảm ơn các bác đã đăng ký theo dõi kênh. Em nhắc lại số hotline là 038 6898 366. Xin chào các bác.